Đồn biên phòng Sa Huỳnh, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và phối hợp với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành điều tra đối với 7 người có liên quan cư trú trên địa bàn thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Vụ việc đã xâm phạm đến trật tự trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, cư trú, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và dư luận xã hội tại địa phương. Kinh doanh thua lỗ, Huỳnh Thanh Tú ra nước ngoài tìm kiếm việc làm. Thế nhưng thay vì xuất khẩu lao động theo đường chính ngạch, Tú xuất cảnh trái phép qua Campuchia và làm việc tại casino. Cư trú, lao động bất hợp pháp, nhưng Tú lại tổ chức hướng dẫn cho 6 người khác đi theo con đường như mình để được hưởng lợi từ chủ casino. Trong quá trình em làm thì em làm được nên công ty cho em lên làm tổ trưởng. Khi có người sang thì trách nhiệm của tổ trưởng là dắt nhân viên mới đi ký hợp đồng. Thì công ty nó sẽ trả một người 300 đô. Tổng cộng em nhận 1.200 đô. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2022, Huỳnh Thanh Tú đã tổ chức cho 6 người trốn sang Campuchia lao động trái phép tại casino DD7. Đến khi cơ quan chức năng nước bạn truy quét, các nạn nhân phải mất số tiền lớn mới được trở về Việt Nam. Mọi người tự bỏ tiền ra, chịu tiền xe và tiền qua khẩu đi về. Thì tiền xe từ khu resort đó đến cửa khẩu là 300 đô, còn lại là tiền qua khẩu. Là tổng cộng cả anh phải nộp bao nhiêu? Là 15 triệu. 15 triệu nếu quy ra đô là bao nhiêu? 15 triệu nếu quy đô với giá 24 thì khoảng hơn 600 đô. Thời gian vừa qua, ở nhiều tỉnh thành phát hiện nhiều đường dây đưa người lao động xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tại địa bàn Quảng Ngãi, đây là vụ việc đầu tiên được đồn biên phòng Sa Huỳnh phát hiện và phối hợp với cơ quan an ninh điều tra công an Quảng Ngãi phá án. Quá trình đấu tranh làm việc với các đối tượng, các đối tượng đã khai nhận cái vụ việc này là phù hợp với những cái tài liệu chứng cứ mà đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ được. Thì từ những cái cơ sở này, đơn vị căn cứ theo cái bộ luật tố tụng hình sự và bộ luật hình sự thì đối chiếu thì các đối tượng này đã có cái dấu hiệu cấu thành tội phạm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Thì từ những căn cứ này, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự và áp dụng biện pháp điều tra đối với các đối tượng có liên quan. Đồn biên phòng Sa Huỳnh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự. Vụ án đã được bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an Quảng Ngãi để tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo. Vụ án cũng là cảnh tỉnh cho những ai có ý định tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép.